Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Di Động Việt. Và trong video này thì mình sẽ chia sẻ đến các bạn một chiếc Mi Band 4 của chúng ta đã được lên firmware tiếng Việt phiên bản chính thức. Đó, như các bạn thấy này, rất là đầy đủ tiếng Việt luôn. Mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu xem là cái tiếng Việt này nó đã ổn chưa và nó bị lỗi hay gì hay không nhá. Ok, bắt đầu video với mình nào. Bạn nào quan tâm đến Xiaomi Mi Band 4 thì các bạn đừng quên truy cập đường link của Di Động Việt mình để phần mô tả của video này. Ngoài Mi Band ra thì Di Động Việt sẽ còn rất nhiều chiếc máy Xiaomi khác với giá tốt dành cho các bạn. Trước khi bắt đầu thì mình xin nhắc lại một lần nữa, đây chính là phiên bản tiếng Việt chính thức mà Xiaomi đưa cập nhật dành cho Mi Band 4, và kể cả là các bạn đang dùng phiên bản Global hay là bản nội địa các bạn đều cập nhật lên hết. Với Mi Band 4 mình có ở đây thì là Mi Band 4 Global, và như mình thấy rằng là cái cập nhật ở trên chiếc Mi Band 4 này nó đưa tiếng Việt gần như là full 100% rồi. Đầu tiên các bạn nhìn nhá, phần trạng thái này. Đó, bước, khoảng cách, calo và cảnh báo ngồi lâu. Thứ hai là cái phông tiếng Việt này thực sự có vẻ phần dấu nó hơi bé một chút, nên là khi đọc ấy, các bạn sẽ cần phải đưa gần mắt hơn để nhìn cái dấu này. Nhưng mà thực sự thì mình nghĩ rằng cái việc có dấu hay là không có dấu thì chúng ta đọc cũng quen rồi, miễn là tiếng Việt và không bị lỗi phông. Các bạn lưu ý thêm cho mình một điều nữa, đó chính là với phiên bản này ấy, thì các bạn sẽ cần phải để ngôn ngữ của máy là tiếng Việt để có thể hiển thị có dấu. Nếu như mà các bạn để ngôn ngữ của máy là tiếng Anh thì trên Mi Fit chúng ta sẽ bị lỗi dấu tiếng Việt. Mình cũng chưa biết là vì sao bị lỗi, có thể là do cái firmware đang còn mới thì nó bị lỗi, chứ còn nếu mà dùng lâu rồi hoặc là cập nhật sau có thể sẽ không bị nữa. Ok, thì mình sẽ các bạn xem tiếp nhá. Trong phần vận động này, đó các bạn thấy không, chạy bộ trong nhà, đạp xe, đi bộ, tất cả là tiếng Việt hết. Phần nhịp tim này, thời tiết xem nào. Wow, quận 1 28 độ, 24 độ. Ok. Tiếp tục ở dưới là phần thông báo, không có thông báo nào các bạn thấy không? Những cái phần dấu này kể cả không có thông báo hiển thị nhìn rất là ổn. Hay là trong phần thêm đi, báo thức, cái chữ ư và thêm dấu sắc là một phần rất khó hiển thị nhưng mà vẫn hiển thị được rất là rõ ràng ở đây. Như vậy phông tiếng Việt cập nhật khá là ngon. Và như vậy là chúng ta vừa cùng nhau nhìn qua nhanh chóng cái chiếc Xiaomi Mi Band 4 khi mà được lên phiên bản firmware tiếng Việt chính thức, để các bạn xem rằng là ngôn ngữ thế nào, có ngon không. Bạn nào mà đang dùng chiếc vòng đeo tay này thì các bạn đừng quên là cập nhật cái bản Mi Fit mới nhất để được lên cái firmware này nhá. Theo như mình tìm hiểu thì Mi Fit phiên bản mới nhất được cập nhật từ ngày 17 tháng 9, nhưng mà 18 tháng 9 thì cái chiếc Mi Band 4 này mới được cập nhật thành tiếng Việt. Và tất nhiên rồi, tiếng Việt này giúp các bạn có luôn cả cái phần thông báo có dấu ở trên Mi Band 4 luôn, thay vì việc trước giờ các bạn phải dịch thông báo xem là nói về cái gì, thời tiết, trạng thái ra sao hay là ai gọi đến nó đều là bị lỗi dấu tiếng Việt, thì bây giờ tất cả là có dấu hết. Và nói chung là toàn bộ menu có dấu rồi, bây giờ thông báo cũng có dấu, thì cái chiếc vòng này nó vô cùng là đáng mua. Anh em nào đang cân nhắc đến việc là có nên mua hay không thì chắc chắn các bạn biết câu trả lời của mình rồi đấy. Tuy nhiên thì hơi chia buồn một chút là những bạn đang dùng iPhone, tức là iOS, thì các bạn sẽ chưa có bản cập nhật, các bạn cần chờ thêm thời gian nhé. Còn Android thì các bạn tự tin cập nhật lên cho mình. Rồi, và các bạn thấy sao về chiếc Xiaomi Band 4 này sau khi cập nhật lên phiên bản tiếng Việt chính thức? Và những bạn nào đang dùng em nó thì bạn đã cập nhật hay chưa? Hãy cho ý kiến trong phần bình luận của video này nhé. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại trong những video lần sau.